này phần đó là gần cô Ngân, thấy con nhỏ dễ thương không? Vậy thu vậy sống thấy gì vậy? Dạ đó. À, tiếp đây là gân của bạn Bảo vừa mới mượn được. Đó, sao thấy gì đi thu mắm nồi. Như cái mồi. Vậy mới không thấy rõ, đi thu rồi. Nhưng mà mấy kia thì đã thấy. Thôi, tại chiếc gân nó dơ luôn. Gân nó dơ luôn. Làm cái gì vậy? Vậy trời. Muốn coi nhiều không? Muốn coi nhiều clip khác không? Clip đó thôi. Đó thôi hả? Thì lên coi gì mày? Clip kinh dị của Mickey. Kinh dị của mày coi gì? Má. Ừ, phải. Quỷ trời quá, nó đổi liên tục bực mình lắm. Ủa mày quay hả? Trời ơi, quay chứ biết. Cái mặt này đi.